Cái chương trình là xin mời vị cùng thưởng thức bộ sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ với ca khúc được mang tên Em Hậu Phương Anh Tiền Tiến. Và với ca khúc này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Nguyễn Nụ. Alo, chị Nụ đâu rồi? Dạ, em cảm ơn anh trai. Xin quý vị cho chị Nụ của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn đi nào. Đẹp yên vui với câu thường nói thường mẹ.
tầm tơ ngây. Trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa theo nhau mình ơi. Trọn đời chúng đôi hay quá chị ơi, công nhận chương trình Cà Về Khuya càng hát hay.